giao lưu một lô kho với Mỹ, rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị qua số điện thoại là 0829 160355. Rồi cây đầu tiên xin giao lưu với mã số là 193. Quanh cổ là 34. Quanh ngay đây là 45. Chiều cao là 57. Mã số 193, cây này 500 ngàn em bao ship. Cái này có bị chạy da nhẹ ngoài đây nha cô chú. 193 500 ngàn. Quanh cổ là 27. Chiều cao là 58. Quanh cổ 28. Chiều cao là 54. Như vậy là 53. Chiều cao là 64. 196 550 ngàn. Em bao ship. Trên đây có bị chạy, trên mấy cái trên nhánh nó có bị chạy một số chỗ nè. Chiều cao là 62. 197. Cái này 400 ngàn em bao ship. Cái này cũng có bị chạy một số chỗ anh chị, như là chỗ này nha. Ở đây.
quanh cổ là 36. Chiều cao là 63. Quanh cổ 28. Quanh ở đây là 44. Chiều cao là 55. 199 400.000. Cái này cũng có bị chạy ngay chỗ này nha cô chú. Mã số 200 400.000. Cái này cũng có bị chạy trên nhánh ha. Chỗ này, dưới chỗ này. Quanh cổ là 37. Ở đây là 54. Chiều cao là 61. Mã số 201 800.000. Chiều cao là 50. Mã số 202, cây này 600.000. Cây này cũng có bị chạy một số chỗ. Chạy ngay chỗ này ha cô chú. Trên đây cũng có một số chỗ nhỏ 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 nhỏ. Mà cây này nhìn quái nha.
chiều cao là 50. 203 450 ngàn. Cái này có bị chạy ngay chỗ này nha cô chú. Chiều cao là 57. Mã số 204, 350 ngàn. Quanh đấy là 18. Chiều cao là 47. 205, 200 ngàn. Trên đây cũng có bị chạy chỗ này. Còn ngay đây là 23. Chiều cao là 39. 206, 200 ngàn. Rồi em xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem video ủng hộ của cô chú anh chị và